Dạ con xin chào ông bà cô chú, mình xin chào các bạn. Ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, con có kẹo cola nè, rồi kẹo dâu tây nè, kẹo cam, kẹo nho. Đây là bánh vị dâu tây nè, rồi bánh trứng nè. Để con ăn bánh trước, là con ăn kẹo sau. Đây, cái kẹo ở đây. À, con thích ăn cái bánh dâu tây. Con nhường cho mẹ một cái bánh dâu tây. Cắt nó ra. Mùi của nó thơm quá ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, thơm lắm luôn. Mày dính vô đây rồi nè. Dạp nó ra. Dạ con mời bà cô chú ăn bánh rồi là các bạn. Bánh con rồi mẹ ăn bánh. Con bẻ cho mẹ một cái nè. Wow, vị ngon quá mẹ ơi. Rồi mẹ cảm ơn con. Đưa lại nè. Gì vậy? Có mẹ to hơn, có con nhỏ hơn. Cho mẹ miếng to hả? Dạ. Thôi mẹ nhường con miếng to nè. Cho mẹ miếng nhỏ đi. Dạ, mẹ thích ăn miếng nhỏ thôi hả? Đúng rồi, mẹ yêu con mẹ cho con ăn miếng bự. Rồi, 1, 2, 3, vô, 1, 2, 3, vô. Ngon quá, ngon quá. Em đót lại qua đó. Em đót lại thèm chảy nước miếng nữa nè. Qua đây nè, đót qua đây nè. Ngon quá. Thơm quá. Thích để ra cái này nè mẹ. Wow, cái màu nó đẹp thật á mẹ nè mẹ. Con quỷ dâu tây mà thịt của mình cái mỏm nó lại sẽ lâu nữa kìa. Gì con là có thấy con thấy ôi mà. Ơi cái mỏm của nó đi lên trên vườn rau của mình kìa. Cái mỏm nó sình đất không luôn, nó phái đi dọc á, dọc nước. Hôm nay con đi học có vui không? Dạ vui. Thì hôm nay cô dạy con cái gì? Cô dạy con chữ cái á mẹ. Hôm nay con dạy cho bạn 4 lần rồi á mẹ. Vậy hả? Dạ, ai lớn hơn người đó sẽ chỉ cho các em học. Học để mai mốt lên lớp 1 nhiều chữ hơn. Nó đi lục lọi ở đâu á mà cái mỏm nó xình không hà. Rồi con chỉ cho bạn nào hết bạn đọc luôn. Bạn hả? Dạ cả lớp đọc á, hồi nữa ra từng một bạn. Ý là cả lớp đọc trước, sau đó là cái chia ra từng bạn lên đọc đúng không? Dạ. Bạn đọc được không? Dạ được. Có mấy bạn đọc được con? Có hai bạn, có ba bạn không đọc được. Thì hả? Ba bạn không đọc được thì con làm sao? Thì con chỉ. À, chỉ khi nào bạn đọc được mới thôi hả? Dạ, nhưng mà cũng không nhớ. Ba lần rồi cũng không nhớ. Con dạy hai lần thôi. Thì bạn không nhớ thì cô có dạy lại cho bạn không? Dạ không, lúc đó cô không có ở đó, cô đi làm việc. À vậy hả? Rồi hôm nay cô có cho chơi trò chơi không? Dạ không. Chơi cái bịch cho mẹ đi. Cô hôm qua con thấy cô cho con ra ngoài sân để xếp hình ngôi nhà nè. Rồi mẹ cái đó là đó, mẹ có biết không? Mẹ ở nhà sao mẹ biết được? Đó là xếp cái gì? Ngôi nhà có gì nữa? À, mấy cái cây hình tròn thì để vô gỗ có gỗ hình chủ nhật, còn cái cây mà sạch lép như con tép thì để vô cái gỗ cũng là đó, là gỗ hình
Hình gì? Chữ nhật. Ừ, hai ba con mũi nó cắn cái tay con kìa. Đó đó, thấy chưa? Đó đó. Nó con này. Con mũi. Rồi phủi đi con. Nó cắn còn một chút ở đây, nó cắn còn một chút ở đây, nữa nè. Mẹ mới xịt mũi rồi mà cũng còn cắn à. Ui cái mỏ của bà cái cả đất sình không hà. Cát ơi. Cái mỏm thấy thấy sợ chưa à. Đi giọt nước dơ. Phải giọt nước đó mẹ, đi tắm đi. Tắm đi cái mỏm ấy kìa. Đi đi. Xong cái hồi nữa mình ăn kẹo nha mẹ. Ăn kẹo cola nha nha mẹ. Kẹo nào mẹ cũng ăn hết á. Thôi cũng nhường cho mẹ kẹo dâu tay nè. Ăn kẹo dâu tay đi. Rồi ăn hết bánh đi thì mẹ gửi kẹo cho con ăn. Con chỉ thích ăn kẹo nho với kẹo cam. Có 4 cái thì mình chia ra 2 phần. Cho mẹ mấy cục? Mẹ đây là con kia. Ở đây con có 4 cục. Vậy con cho mẹ 1 cục nữa. Giờ con còn 3 cục. Con sẽ chia cho mẹ được 2 cục bằng nhau. 1 2 1 2. Rồi ăn đi. Vậy đó. Két ơi, rồi két lại đi xỉa rau của mẹ. Két lì quá. Lì quá két. Con ăn đi. Mẹ đủ em két ra ngoài vô xỉa tiêu rau mẹ hết luôn à. Lì quá à. Đi ăn đi. Nè, sắp xong rồi đó mẹ. Trời ơi, cái miệng cái miệng to dữ hả? Ô, hồi nãy cô vẽ con gì trên cái tường hả? À? Là con chim. Con chim hả? Dạ. Sao mẹ nhìn giống con gà quá vậy? Con gà nó đứng ở dưới đất, còn con chim là nó đứng ở trên cây. Ý là cô vẽ cái cành cây xong rồi cô vẽ con chim đậu lên đó đúng không? Dạ. Là con ăn mà. Ăn bánh nữa không? Dạ không. Không ăn, đưa bánh cho mẹ. Thôi đưa cái kẹo đi, mẹ mày gỡ kẹo cho. Ăn kẹo nào? Con ăn kẹo. Chính là kẹo. Kẹo nho đi, con thích kẹo nho thôi. Mà thôi con tự gỡ được mà. Con lấy cái kéo con cắt đi. Dạ. Hả? Được không? Con lấy cái kéo con cắt ngang á. Cắn luôn hả? Cắn gãy răng sao? Sẽ được đó mẹ. Gãy. Cắn gãy răng khỏi nhổ. Được không? Được rồi, đây mẹ cắt chứ. Đưa đi con, đưa đi mẹ cắt chứ. Rồi con xé ra đi. Con chừng mũi nó chít nha, mấy con mũi nhỏ nhỏ mà nó chít ngứa dữ lắm, 2-3 con nó đeo tay con rồi nhi. Nó đập đập đập. Đó. Rồi trên đầu đó kìa. Phủ phủ cái đầu đúng rồi. Rồi kìa nó xỉa cái tiêu của đám rau xam của mẹ luôn rồi kìa. Con nó ăn thấy ghét không? Cái rau xam nó mới vừa lên non quá, ba lại ba xỉa ăn thấy thương luôn à. Két. Mẹ ơi, mẹ gọi ơi. Con đi. Kia mẹ gọi cho không chịu. Mẹ cũng mẹ. Hồi nãy nè, mẹ có cho con gọi một mình luôn á. Ừ nè. Xin cảm ơn mẹ. Mẹ. Ơi. Mẹ. Thôi được rồi. Con ăn đi, mẹ đã dành cho con. Cho con ăn cho sâu ra, ăn căng con chơi. Vị nhớ, vị nhớ, mẹ ngon quá à. Ngon hả, cái màu đẹp quá vậy. Mà. Ăn cả súng răng luôn. Mẹ đi chan luôn à. Cái màu cam này là vị cam nên cái màu của nó là màu cam. Cái vị này nó sẽ màu đen thùi luôn. Thương biết hay vậy? Hả? Thương biết? Dạ, con biết. Con nhìn trong cái hình đó hả? Dạ. Đó là kiểu cola á mẹ. Kiểu cola giống như con đang nói nè. Kiểu cola cô chị. Cola cô chị là cái gì? Hả? Là bài hát đó mẹ. Vậy hả? Bài hát gì? Bài hát
chơi trúng tìm. Vậy hả? Chơi trúng tìm mình chơi làm sao? Thì bạn cơm con nói, bạn cơm con xoay qua các bạn. Bạn cơm con nói, cô la cô chì. Cô la cô chì rồi đi trốn hả? Dạ, cái con đi trốn các bạn. Bạn cơm nó không nhìn thấy con, cái con nó cái đầu ra. Bạn cơm thấy cái gì màu đen thùi à, các bạn cơm lại đó. Bạn cơm thấy con, các bạn cơm hù hù qua, các bạn hát hồn cái dế con té cái bẹp. con té cái con ịnh cái đít xuống luôn hả ịnh nguyên cái chảo xuống luôn hả? Dạ, con ịnh cái đít xuống, cái con hết hồn, cái con tưởng là ai đó đang hù con mà chỉ là bạn cưng thôi. Nó xíu vậy còn hù con to hơn nữa. Mẹ nghe cái mùi thoang thoảng thơm á Nhi ơi, con biết cái gì không? Cà phê. Không phải, mẹ đố con. Bông đó là bông gì mà nở về đêm? À, bông phát tài. Đúng không? Dạ đúng. Phát tài nở vào buổi chiều, vào ban đêm sáng ra là bông phát tài không có nở, thơm quá à. Dạ. Cái mùi phát tài nó thơm, thoang thoảng giống như cái mùi cà phê vậy đó. Nó gần ông nó vô hút mặt à. Thấy chưa? Đây nè con. Đây ở đây. Thơm quá à, cái mùi phát tài thơm lắm. Trên này. con chịu thấy nó ở đây với ở đây nè. Đây nè, đây cây đó nè, sát bên con nè, thấy chưa? Rồi thôi, bây giờ ăn xong rồi mình phải làm sao nè? Dạ con mong bà cô chú, con chú ông bà cô chú nhiều sức khỏe cho cái kênh ủng hộ con nhé. Mình bác các bạn hẹn gặp lại sau, bye bye. Mẹ đi vô đi con. Dạ mà mẹ ơi, con muốn đi chơi quá. Chơi ở đâu giờ? Đi chơi nhà chị ba. Chiều rồi, không có đi được đâu. Con có đi thì đi vào ngày thứ bảy chủ nhật, còn ngày thường đi học rồi về nhà. Không có đi chơi được. Con lại đuổi em kiếp cho mẹ nó ăn ra sao không hết, lấy đâu mà mẹ nấu canh cho con. Dạ. Ừ. Cái em kiếp. Em kiếp là phải ăn ra quá à.